Nhờ đi cho các phát biểu, đi yêu cầu chúng ta là số phát biểu đúng. A. Trong bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học, Chrome thuộc chu kỳ 4 nhóm 6B. Này đúng em nha. B. Các oxit của Chrome đều là oxit bazơ sai. B là sai, giải thích này. Chúng ta có quy tắc 2 3 6. Ba lan anh. Ba là ba dơ. Lan là lượng tính, anh ở đây là axit. Ví dụ như là CrO là oxit ba dơ. CrOH 3 lần là oxit ba dơ. OH 2 lần là oxit ba dơ. Lượng tính là Cr2O3. CrOH 3. Axit ở đây là CrO3 là oxit axit. H2 CrO2 CR2O7 là axit. Và là H2 CrO4 là axit. Vậy sai. C. Trong các hợp chất số xóa cao nhất của Chrome là dương 6. Chính xác rồi. D. Trong phản học hợp chất Chrome 3 chỉ có đóng vai trò là chất oxy hóa. Sai. Nó là dương 3 thì nó có thể đẩy xuống 2 và tăng lên 6 được. Như vậy nó là gì? Vừa oxy hóa vừa khử. Được chưa? Như vậy thằng này là đúng. Ai xin lỗi, sai. E. Trong phản với clo dư, Chrome tạo ra hợp chất Chrome 3. Các bạn có thể nha. Chrome này cộng với clo này. Chúng ta lưu ý là phản Chrome với tất cả các phi kim đều sinh Chrome hóa thì 3. Được chưa? CrCl3. Như vậy thằng này đúng. Như vậy chúng ta có A, C và E. A, C, E có đúng ở đây là câu B. Thế thôi.